Bà bán vé số hả? Hả? Bà bán vé số hả? Bà bán vé số à? Còn con thấy bà móc móc cái xe là nó bị cái gì vậy? Nó bị chặt cây sơn. Bị chặt cây sơn này hả? Rồi bà có để vô được không? Để không, chị là cái dây sơn nó không có vô là nó chặt là hết chạy được rồi hả? Bà còn giấy số gì không? Giấy số mới lấy về. Mới lấy về chưa bán hả? Rồi con thấy bà lụm chai nữa phải không? Chai. Thì con đi bên đường á, con thấy được bà. Con trao cái món quà này là của bà Thấn, 91 tuổi, là mẹ của cô Vicky và chú Hưng á, tặng món quà cho bà. Dạ, bà có gửi lời gì đến bà Thấn không? Có, gửi lời mang ơn bà, cảm ơn bà nhiều lắm. Dạ. Chúc cho bà được sống được là khỏe mạnh, tranh tuổi. Rồi, con chúc cho bà đi đến đâu cũng người thương người mến và giúp đỡ cho bà nha. Dạ, dạ cảm ơn. Món quà tình thương của bà Thấn không? Dạ. Bởi vì con thấy bà đó dây sơn sao bà móc móc cái giò hoài ạ? Phải vì nó chặt vào. Chặt vào giờ không có chạy được nữa hả? Bà đi dạ. Đây đi lên tới vô đó có tiền chuyến xe không? À vô đó là tới rồi đó. Vậy hả, tới rồi đó hả? Dạ. Rồi đi bán vé số rồi bà còn lụm chai nữa hả? Dây chai nữa hả? Dạ. Con chúc cho bà đi đến đâu cũng người thương người mến và gặp được quý nhân giúp đỡ cho bà nhiều hơn. Cảm ơn con. Dạ. Con á được khỏe mạnh động con đi á là giúp đời. Dạ. Rồi con chào bà nha. Nam mô Di Đà Phật. Tư dây sơ là nó chắc rồi. Rồi dạ con chào nha bà. Rồi hư dây sơn nè bà ơi, mất giặt bộ rồi.